Thưa quý khách sẽ máy bay bằng cửa phía trước bên tay trái. Xin lưu ý quan sát bậc cầu thang, sử dụng tay nắm và ngồi chờ tại ghế để hỗ trợ máy bay. Xin cảm ơn. Uầy, mẹ mẹ ơi, lạnh thật chứ không phải lạnh đùa. Hello xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng ở bên Hàn Quốc. Bọn mình vừa đáp một chuyến bay từ từ Hà Nội đi, mất khoảng 4 tiếng bay. Nhiệt độ bây giờ đang là 1 độ C. Bị sốc nhiệt mẹ luôn đấy. Bọn mình sẽ sang Hàn Quốc 5 ngày để tham gia cái giải đấu FC Online Profest 23. Giải đấu sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày thôi, nhưng mà chương trình cho sang hơi sớm. Chuyến này đi thì có mình, Quang Bạch với cả là em Nhím sẽ đi với nhau. Trước khi mà vào được đất Hàn Quốc thì đầu tiên bọn mình phải làm thủ tục nhập cảnh đã. Sau đấy là đợi đoàn của bên thành phố Hồ Chí Minh, có Chris ở bên đấy nữa, mất khoảng 1 tiếng. Thế là mình sẽ lêu hêu sân bay một tí. Rồi mình sẽ về khách sạn. Đây là ngày đầu tiên ở Hàn Quốc các bạn nhé. Ủa, đông vãi cả cứt ra thế. Đâu, mày giơ lại cái bảng nữa, tao xem là trôi mẹ sang cái khác rồi. Đâu rồi, nhanh lên. Đây. Đồ PCM. Em trồng anh mặc quần trắng. Châu Hàn Quốc vậy. Chuẩn bị kỹ từ ở nhà luôn. Ừ, Hàn Quốc thực sự. Nếu mà trời lạnh quá thì mặc áo này nhá, em còn có cái mũ thác cơ. Đâu, mũ gì? Đâu. Có đủ thời gian không? Có thời gian à? Để đợi. Nhưng mà phải khắc cái này lên cơ. Ok quá. Thôi anh lại xem được cái này để xong giống tâm đi theo mi. Anh biết gì đâu, anh không biết mày là showroom hay là xa đều đâu. Ok luôn, trông đẹp trai vãi cứt tê. Bọn anh ở đây mấy ngày mà. Thằng nào có điếu thuốc không, cho nó cầm cho nó giống Tommy Shelby kìa. Cho tao mượn cái mũi đi. Uầy, trông đồ mà anh, trông nghệ mà. Được không? Đồ mà, trông nghệ thế. Trông nghệ lắm ạ. Vâng, em chụp anh quả ảnh nào. Vậy à vậy. Tôi vừa hack được cái mũ của thằng Nhím ấy, trông mẹ một cái mũ trông kiểu già vãi lăng thế. Cười cái anh thôi. Trông bị già ấy, trông buồn cười. Trông được không? Trông được vãi thế. Đâu đâu, cầm máy quay tao một vòng em mà. Đây không? Được không? Đéo nhìn thấy gì à? À có đấy, có thấy mà. Nhưng mà trông được không? Được mà. À, vừa xuống sân bay một cái là có người ở bên EA họ đón luôn. Cái giải này là giải FC Online Profest 23 do EA tổ chức. Họ phát cho một cái thẻ influencer La Liga Đỗ Thanh Phùng. Rồi bây giờ bọn mình sẽ về khách sạn các bạn nhé. Tưởng là phải đợi cái đoàn ở trong Sài Gòn của hội đồng Chris. Qua đây mất khoảng 1 tiếng nữa, nhưng mà không, người ta bảo là sắp xếp xe cho về trước, còn đoàn kia thì sẽ tự về sau. Nên là tí nữa mình sẽ gặp Chris sau, bây giờ mình về khách sạn để check in đã nhá. Ôi, mẹ ẩm lạnh thế. Ôi. Ôi. Lạnh đéo chịu được. Fuck. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng à? Mấy giờ rồi? 7 giờ sáng. 3 độ. 1 tiếng sau khi bọn tôi hạ cánh, nhiệt độ bây giờ là 3 độ C. Lạnh đéo chịu được. Ấm quá Quang ơi. Anh thơm đấy. Không muốn liệu đâu mà. Ui, anh tưởng như người Hàn đấy. Như người bản địa ấy nhờ. Như người bản địa ấy. Được em ạ. Đâu, làm lại.
Ông làm cu te lên tí nữa đi. Cảnh sát à? Đây, xe đến rồi. Ôi ôi. Mẹ, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Đây rồi. Đây sẽ là xe của bọn mình. Lạnh quá nhỉ mày. Lạnh quá nhỉ mày. Chết mất nhỉ mày. Thế là bây giờ mất 50 phút để về đến khách sạn. Ôi lên xe cái ấm hơn bao nhiêu ấy. Thế dưới lạnh đéo chịu được. Nhưng mà cái lạnh 3 độ ở Busan vẫn thua mẹ em. Cái lạnh khoảng 5-6 độ ở trên Cao Bằng. Cao Bằng lạnh kiểu lạnh. Nó là lạnh kiểu núi đá nên nó buốt ấy. Lạnh ở đây là lạnh theo kiểu xe xe hanh hanh. Hoặc là tại vì đi về nhím nên là kiểu cảm giác nó được ấm áp. Tối nó lạnh quá anh em ngủ chung nhau. Ờ, anh em quấn chăn nhá. Ừ, 3 tháng lên quấn với nhau ngủ cho ngon nhá. Rồi, lịch ngày hôm nay bọn tôi cũng hơi buồn cười. Vừa đến một cái là bọn tôi tưởng nó về khách sạn nhưng mà không phải. Bọn tôi sẽ đi chụp ảnh profile trước. Tại vì bọn tôi cũng đá mấy cái trận giao hữu ở trong cái giải này. Giao hữu với cả các influencer khác của các nước khác. Có cả Trung Quốc này, có cả Hàn này, Thái Lan này. Ừ, bọn tôi sẽ đá chia ra đá giao hữu, sau khi đá giao hữu xong thì tại vì đá giao hữu với cả các nước khác cho nên là bọn tôi cũng phải chụp ảnh profile. Chụp xong cái ở đây 3 giờ chiều người ta mới cho check-in khách sạn. Và sau khi check-in khách sạn xong thì tối nay như không có chương trình gì cả. Tối nay bọn tôi đi uống rượu nhỉ. Ok. Ừ, hôm đầu đến cũng phải liu tui xíu làm tí, làm quen với không khí. Làm chút rượu cho nó ấm người. Hợp lý chứ. Phá cái văn hóa ở đây chưa? Đúng rồi. Hôm nay bọn tôi xuống sân bay thì có mấy bạn fan, các bạn ấy mua cho ít đồ. Bạn bảo không biết mua gì nên mua đồ ăn, sợ các anh đói. Bánh xương bò anh ơi. Bánh xương bò à? Ui, có một cái kiểu. Ui, dài đấy. Tâm thư à, tâm thư à? Tâm thư thì sao? Thôi, thôi, để đọc sau, đọc sau. Xem có bánh gì, bánh xương bò à? Đưa hủ vào bánh xương bò. Cái này là cái lúa. Không à, lúa cái đéo gì, cái này là cái túi giữ nhiệt. Các bạn ấy bảo là bên này lạnh lắm. Nên là đến khi anh bóc cái túi ra, anh cầm ở tay hay là anh nhét trong túi thì nó sẽ ấm người. Kiểu sungoku ấy. Đây là quẩy. Đó xem túi quẩy. Mẹ cái đéo gì quá cũng bảo ngon lắm. Ủa có quẩy to vãi trưởng ạ. Bánh chuối, chuối trông ngon này. Đây là bánh chuối. Bánh chuối trong cute đáng yêu dễ thương này. Đây là cái cuối cùng. Ủa đấy, ta thích ăn bánh này. Bánh ngọt. Đâu. Mẹ tối thế. Đi vào hầm. Em ăn bánh không em? Khi tôi giơ cái bánh này lên, mọi thứ sẽ bừng sáng. Wow. Rồi. Rồi, tôi thích ăn mấy cái bánh kiểu bánh gato, bánh kem kiểu như này này. Em ăn bánh không? Ăn nó bị ngon. Rồi, ok, cất đi. Nãy vừa lên xe, chương trình này còn đưa cho mỗi thằng một chai nước lọc với cái ít bánh đấy. Nhưng mà bọn tôi chưa kịp đớp. Ui, Busan đẹp thế nhở. Ui, đúng lúc mặt trời lên nữa. Thề. Trông đẹp đéo chịu được. Ngon. Mày đã đớp rồi. Nhưng mà nhiều đường quá. Nhiều đường sao nó bị ngọt quá. Ngọt. Lạnh thế nhở. Tôi nhận ra chỗ này rồi các bạn ạ. Chỗ này là chỗ năm 2019 tôi đi sự kiện của bên IMO và dẫn mấy thằng em đi sang bên đấy thi đấu. Chuẩn mẹ rồi, không khác được. Thế là lần này nó vẫn là cái hội chợ G-Star này. Đây nó ở đầu bên này. Chuẩn luôn các bạn ạ. Còn bây giờ bọn tôi sẽ vào để chụp ảnh profile đã các bạn nhé. Ui, vào đây cái ấm thế. Phòng như kiểu phòng tập nhảy ấy nhỉ. Cửa chỗ treo áo kìa nhỉ.
Sau khi mà nghe các bạn phổ biến xong thì tóm tắt lại là ngày hôm nay có tôi với cả thằng Nhím sẽ chụp profile. Còn thằng Quang Bạch thì ngày mai mới được chụp. Nhưng mà tại vì lịch check-in khách sạn ấy là 3 giờ chiều mới được check-in. Cho nên là bây giờ bọn tôi sẽ lêu hêu ở đây đã. Và nếu như mà được check-in sớm ý, thì họ sẽ đưa bọn tôi về khách sạn check-in sớm. Còn nếu không thì bọn tôi sẽ ở đây đến khoảng 3 giờ chiều. Đây là một cái phòng chờ trong phòng media day. Ừ, hợp lý đấy. Đấy, tí nữa bọn tôi sẽ make up ở đây. Đấy, make up ở đây xong là bọn tôi sẽ... Make up đây xong là bọn tôi chụp ảnh. Chụp ảnh profile thì bọn tôi chụp nhiều rồi nên tôi nghĩ là sẽ chụp nhanh thôi. Làm mấy cái dáng kiểu khoanh tay xong rồi mẹ đĩ đượi các kiểu. Để nó đưa lên giải đấu, thế là xong. Giờ là tiết mục ăn sáng. Thường ăn sáng bên Hàn thì người ta hay ăn bánh này. Thế à, bánh này gọi là bánh gì? Bánh sandwich anh ạ. Ô, đây có cà rốt này. Tại vì cái bánh này trứng này thì ăn kiểu healthy á. Hay nhở, ăn ở đây luôn à? Dạ đúng rồi. Uầy, ra lấy nước đi. Uầy, tao chưa ăn cái bánh này bao giờ đấy. Ừ, trông nó buồn cười vậy. Đây các bạn, bánh này các bạn gọi đây là bánh sandwich. Còn đây tôi lấy một cái lon Pocari. Pocari này thì tôi uống trên stream suốt rồi, các bạn biết rồi đúng không? Nó là kiểu là dạng nước điện giải để dành cho người tập thể thao hoặc là hoạt động mạnh, hoạt động nhiều. Chống mất nước. Uầy, nó vẫn y hệt như thế, chẳng qua là nó đóng lon thôi. Còn đây là cái bánh sandwich. Quan sát đi nhím. Sao mùi nó mỡ mỡ nhỉ? Ok, mình ăn thử các bạn nhé. Nó là hai cái bánh mì gối, xong ở giữa nó sẽ có cà rốt này, có trứng này, với cả là có dưa chuột. Đấy, theo những gì tôi nhìn là như thế. Ở đây nó sẽ có một cái để mình mở. Rồi, xong rồi là mình ăn. Cá dự béo cả. À, thấy mỡ mùi bánh mì. Trong rồi nó còn có thêm tí thịt nguội nữa. Ăn nó cũng thơm. Nhiều cà rốt vậy. Ăn thế đéo nào. Nó nhạt mà nhỉ? Nó lạnh nó lắm ấy. Ừ, tạm thế. Nó nóng rồi. Bên như nào? Bên như nào? Mỗi ông ăn hết nửa cái. Uầy, thực sự là bây giờ mới được hưởng một tí không khí của Hàn Quốc. Dã man thực sự. Tôi đang muốn kiếm một cái chỗ nào đấy để có thể hút được pot. Xong rồi người ta dẫn ra một cái chỗ trông xa vãi cả trưởng. Lạnh quá, lạnh quá. Thằng nào rút điện thoại xem bây giờ mấy độ được không? 5-6 độ à? 4 độ à? Bên trong tôi mặc mỗi một cái áo cộc tay ạ. Lạnh thế nhở? Lạnh đéo chịu được. Ồ, lạnh quá má ơi. Lạnh đéo chịu được thế. Chết người đấy. À, đây ngay gần cái trung tâm thương mại. Cái gì nhỉ? Đọc là gì nhỉ? Đây, cái trung tâm thương mại. Mẹ, trung thương mại mà năm trước bọn tôi đi mà thằng Tú Đụ mua được cái áo ấy. CCG đéo gì? Áo phao bây giờ vẫn mặc luôn. Nghe bọn tôi đang tính là nếu như hôm nay media day mà nhanh mà bọn tôi chưa được về check-in khách sạn thì chắc là bọn tôi ra đấy ngồi là hợp lý nhất. Lêu hêu đấy còn hơn là đây lạnh đéo chịu được. Đẹp. Đây là cái áo mà mình sẽ mặc để chụp ảnh media day. Ủa, to thế nhở? Ủa, anh tắm trong này luôn đấy. Ừ. Có người Birmingham luôn. Các bạn nhìn outfit của tôi này. Trông được vãi lì nó.
Tôi vừa mượn được của em nhím quả áo. To đéo chịu được ấy. Trộm thì đéo nào nhỉ? La Liga. Mẹ này, áo đéo lòi mẹ cả ti ra này. Nhưng mình du lịch. Nhưng mình du lịch. Đây, em quay xe. Che cái này vào trong. Nhưng mà tí nữa chụp có đeo này đéo đâu nhỉ? Không. Không đeo thì trông giống công nhân hơn. Cái bàn may nào đấy. May không nhỉ? Anh qua đây làm cái sống như kiểu bọn dân sức lao động được anh. Cay đéo chịu được. Sau khi make up trang điểm đẹp trai xong thì anh em tôi sẽ đi chụp hình. Hôm nay có mỗi tôi với cả nhím chụp thôi. Cố lên anh ơi. Ok, good. Yes. I want this. Mày cười lên xem nào. Mày làm cái dáng đấy nhưng mày cười lên xem nào. Trông cứ nghiện nghiện nào nhỉ. Tôi tưởng là chụp lâu lắm, tôi với thằng nhím vào mỗi thằng phang đúng 2 cái ảnh xong. Hết mẹ rồi. Xong rồi nếu như mà bọn tôi chụp xong rồi thì theo lịch là bây giờ bọn tôi sẽ đợi đây đến tầm 3 giờ chiều. Hay tại anh em kiểu chụp đỉnh quá nhanh nhỉ? Ừ, người mẫu. Anh em giống người mẫu quá ấy. Vào phang bò phát là xong mẹ rồi. 5 phút xong. Hài thật. Wow, thật là tuyệt. Bọn tôi đang vật vờ ngủ ở đấy thì bên chương trình họ báo là có một ít phòng khách sạn. Có khoảng 3 phòng khách sạn. Nên là giờ bọn tôi được về trước. Nhưng mà từ chỗ mà bọn tôi tập trung đến khách sạn là bọn tôi phải đi bộ. Nó chỉ một đoạn ngắn ngắn thôi. Thích vãi. Mặt còn đang hơi sưng thì ôi, thế chính ra là khách sạn của bọn tôi ở chỗ đẹp phết đấy chứ. Ngay gần. Vừa gần chỗ tổ chức sự kiện lại còn vừa gần chỗ trung tâm thương mại. Tuyệt vời. Bây giờ mình đi bộ đến khách sạn đúng không anh? Hình như là thế. Rồi trông kiểu New York. Ừ, như New York hả em? New York. Ừ. Như New York luôn à? Ui, chỗ này mà chụp ảnh là đẹp vãi lìn này. Ui, Porter kìa. Ui. Dạ. Porter Mucher, đẹp vãi. Tôi bắt đầu thấy một số hạn chế của con này rồi đấy. Chính là con GoPro nhiều lúc nó cơ động về góc quay hơn là con này. Con này nhiều khi quay mẹ xoay trở nó hơi khó. Ô, khách sạn đây luôn á? Ui, tuyệt vời chị ơi. Ủa, chính ra khách sạn gần vãi. Mai chỉ cần đi bộ sang đường một cái là đến nhà luôn. Thật tuyệt vời. Đi trước đây. 6 giờ gặp nhá. Cần gì thì nhắn nhá. Bye bye. 1306 là mình rẽ phải. Trời ơi,
cuối cùng cũng về đến nhà, à đến khách sạn rồi. Thật tuyệt vời. À, rồi, giới thiệu tất cả các bạn, đây sẽ là khách sạn mà tôi ở trong vòng 5 ngày ở Busan. Đây có quả giường này. Ở trước giường này thì sẽ có một cái... đéo phải cái tivi ạ, từ lúc mới đầu tôi vào tôi tưởng đây là cái tivi ạ, nhưng mà không phải. Đây là một cái gương. Xong rồi ngoài này nó sẽ là phòng khách. Ở đây có một cái bộ ghế để ngồi, trông đáng yêu phết. Còn bên này là tivi, tủ lạnh với cả bếp. Còn đây tôi nghĩ sẽ là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh. Có bồn vệ sinh này. Có bồn tắm này. Ui, có cả chỗ giặt ở đằng sau lưng tôi luôn này. Đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi, có cả máy giặt và máy sấy luôn. Thế là mình muốn giặt quần áo gì là mình có thể tự giặt được. Dê thật tuyệt. Bây giờ tôi tẩy trang, sạc đồ rồi là đi ngủ một cái. Theo lịch thì 6 giờ chiều vẫn tập trung cơ. Và tôi còn chưa ăn trưa. Lúc ấy tôi ngủ ngon quá. Ôi, tôi không nghĩ được là tôi ngủ ngon như thế luôn ấy. Luôn mọi người bảo là tôi ngủ ngon quá nên là không ai gọi tôi dậy ăn trưa cả. Mọi người đều ăn. À đây. Đây các bạn. Nhìn cái view này. Đây là cái view nhìn ra cửa sổ của tôi nhá. À, bên dưới này có một cái bãi đất thế trông trống dã man, tôi cũng chả biết nó tại sao nó lại trống như thế. Nhưng mà các bạn nhìn đây. Đây là cái trung tâm thương mại Shinsegae gì đấy mà năm 2019 bọn tôi đi. Đây là một trong những trung tâm thương mại, hình như đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở Hàn Quốc hay là ở thế giới nhỉ? Chắc là ở Hàn Quốc, tôi nghĩ là như thế. Tuyệt vời vậy. Ui, với cái view này tôi có thể đặt một cái tablet. Trông khá là đẹp để buổi tối nó lên đèn. Dê, thật là tuyệt. Hí hí hí, thích quá. Ôi, giờ tôi đi ngủ đã các bạn nhá. Và tí nữa 6 giờ dậy đi ăn thì tôi sẽ quay tiếp. Quang trông như người mẫu ấy nhỉ. Bây giờ là 6 giờ tối và bọn tôi hôm đầu tiên ở Hàn Quốc thì sẽ đi ăn tối với cả đoàn. Từ đầu tôi cứ tưởng là sau mỗi cái buổi đi ăn như thế này là sẽ ăn với cả các nước khác. Hôm nay tôi gặp hội Thái Lan, hội Trung Quốc. Nhưng mà tính riêng đoàn Việt Nam thôi đã khoảng 20 người mẹ rồi. Thì thôi mình đi ăn với bọn nó làm đéo gì nhở. Tự đi ăn cũng vui. Ở bên Hàn Quốc thì được cái là nó có mấy cái cửa hàng tạp hóa tiện lợi kiểu như này. Trong rồi nó sẽ có mì tôm, có xúc xích, có cánh gà các kiểu. Nên là nếu như đêm đói thì mình có thể mò đây mình ăn được ấy. Đồ ăn cua. Có quán tên cua kìa. Cua. Chris nó mới chỉ tôi có quả quán tên là cu ấy, trông khó chịu vậy đấy. Ê nhìn này, ở đây mà chỗ nào sửa đường nó có cái hình sửa đường này trông đáng yêu vậy đấy. Cu te vậy cứt. Uầy, ở Hàn Quốc hay có mấy kiểu quán ăn, quán nhậu xong rồi quay quay cái bạt vào nhờ. Xong rồi ngồi nhậu cả đêm ấy, trông thích vậy đấy. Hôm nay mình ăn ở đây luôn à? Vào đây. Quán xá nhân viên nhiệt tình phết đấy. Đúng kiểu quán nhậu bên Hàn. Ui, vào đây ấm vãi. Thích thực sự. Nay tối đầu tiên ở Hàn Quốc nên là ăn uống đơn giản thôi các bạn ạ. Có kim chi này, giá đỗ này, rau dưa này, nước mắm này, tỏi này. Hôm nay ngoài ăn tí rau tí bún, tí nướng, liu tí riu thì bọn tôi có làm thêm chai rượu gạo. Chai thì nồng độ nó có 6% thôi, bằng bia. Có nghĩa là theo lý thuyết ấy, bình thường nếu như mà đi uống bia cỏ, anh em uống mỗi thằng được 10 cốc ấy, thì mỗi thằng phải uống được khoảng 3 chai này. Yo, rồi, chú bảy nha. Rồi, mời cả nhà nhá, mời cả nhà nhá. Nhưng mà ở đây là người ta sẽ uống hết luôn à, hay là người ta sẽ uống... Hay là xỉu đấy anh. À, hay là xỉu à? Mẹ chưa, chúng mày được ăn cơm chưa, tao chưa ăn gì cả. Giống cái men của cái ủ rượu ấy. Ăn à uống thì ngon đấy nhưng hơi đói. Ờ,
đây ăn đéo có bát à? Theo như mọi người giới thiệu thì đây sẽ là bát của mình luôn. Nhưng mà hình như là mọi người lừa tôi. Còn tôi đang nghĩ là đây là bát của mình. Đây. Mày vợ em học tiếng Hàn rồi, nói chuyện được kinh lắm. Đấy à? Ăn được à? Ăn được rồi. Ui, thế sao đéo nói hả Quang? Em ăn mình ngon quá rồi em quên mất. Tuyệt vời quá Quang ơi. Rồi mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Em mời mọi người. Em mời cả nhà. Nó đéo có một cái vị luôn ấy. Trời ơi, nhạc quá thật tuyệt vời. Sao giá này lại nướng lên nhỉ nhỉ? Kỳ ta. Tôi tưởng giá này ăn thẳng luôn nhá. Đúng rồi, ăn thẳng luôn. Ừ. Thôi tôi ăn với hành được rồi bạn ơi. Ăn với giá nhạt lắm. May là có cái đầu hành nó cứu chứ mẹ. Thực sự các bạn là cái thịt này nó đéo có một cái vị gì luôn. Bây giờ có phải tại buổi trưa tôi không ăn không? Nhưng mà ăn ngon vậy cứ ở bên này nó lạnh nên là ăn mấy cái đồ nướng này nó bị hợp ấy. Xong rồi lại phải uống thêm hớp rượu nữa. Trông ngon vậy. Biết là thịt lợn hay thịt bò nhưng mà tôi thấy Chris bảo là thịt bò bên này nó đắt lắm. Được ăn thịt bò bên này là sang chảnh đấy. Đây buồn cười vậy. Kiểu cho mọi người một cái bình nước lọc trông kiểu đúng kiểu bình để bú ấy. Xong rồi cho mọi người một quả cốc trông buồn cười với cứt để rót nước lọc ạ. Quả chín rồi à? Holy fuck. À ừ em ơi, được quá em ơi. Đấy để vào bát này cho anh. Ừ, tuyệt vời quá. Ăn được rồi đấy anh em. Được anh em ơi. Bắt đầu có vị đấy. Nãy đéo có cái vị gì. Rồi bắt đầu rồi, cái bát nước chấm này ngon này. Sau khi mà thử xong thịt ba chỉ không ướp gì cả. Và thịt ba chỉ đã ướp qua. Bây giờ bọn tôi chơi đến phần thịt cổ. Thịt cổ là một cái phần mà nó có đâu đấy khoảng 10% là mỡ thôi. Còn lại thì thịt nó sẽ ngang thớ. Xong rồi nó dai dai. Và nó cũng đéo ướp một cái gì cả. Nhưng mà trông có vẻ là rất chi là ngon. À, tôi vừa mới gọi bát cơm. Và những hạt cơm ở đây làm tôi gợi nhớ lại chuyến đi Busan vào năm 2019. Khi mà bọn tôi đi ăn đồ ăn local food ở đây. Mẹ, đúng hạt cơm kiểu như này luôn. Nó nhão, nó to, xong rồi nó kiểu bị dính vào với nhau ấy. Trong bát cơm vừa nhão vừa to nên là tôi với cả Chris phải chia đôi nhau. Uầy, đây là miếng thịt cổ đầu tiên các bạn ạ. Nhạc là đéo có một vị gì cả. Nhưng mà cơm ngon. Anh nghĩ gì về cái hương vị của rượu anh? Hả? Anh nghĩ gì về cái hương vị của rượu? Rượu này uống bình thường. Uống tiếp đi anh em. Anh em tôi hôm nay ngồi lưu tiêu siêu thế là được rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi phải té để cho quán nó còn có hội khác nó vào. Uầy. Mẹ ra đây cái không khí nó khác hẳn á. Trong ấy mẹ toàn khói là khói thôi. Tuyệt vời vãi đái. No đéo chịu được. Yeah. Kasamita. Không, Kasamita là cảm ơn đúng không? Ôi ăn uống nhậu nhẹt xong rồi giờ chắc là bọn tôi về khách sạn nghỉ ngơi nữa các bạn ạ. Sáng mai 8 rưỡi phải tập trung rồi. Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn sáng ngày mai. Bye bye. Thôi mua béo rồi về khách sạn đi. Cần thì tối anh em mua cái mở 24/24 mà. Tối ký ăn chuối anh được. Hello các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ hai mà mình ở Busan. Hôm nay thì nhiệt độ đỡ lạnh hơn rồi. Nãy mình ngủ dậy mình xem nhiệt độ thấy có 6 độ thôi. Nhưng qua 1 độ lạnh hơn nhiều. Hôm nay thì bọn mình có cái lịch đi tổng duyệt và test ngoài ở bên khu vực thi đấu. Nhưng mà trước khi mà đi ra khu vực thi đấu thì bọn mình phải đi ăn sáng chứ đã. Ban tổ chức có hẹn là 8 rưỡi tập trung ở dưới sảnh để tất cả mọi người đều đi ăn sáng. Sáng nay thì bọn tôi có khá là nhiều lựa chọn để ăn sáng. Nãy bên chương trình có báo lại là có thể ăn cơm canh kiểu Hàn Quốc, có thể ăn kimbap, có thể ăn sandwich hay là có thể ăn cái đéo gì nữa. Nhưng mà cuối cùng thì bọn tôi chọn ăn kimbap cho nó dễ.
Ngày thứ hai ở Hàn Quốc thì bọn tôi bắt đầu làm quen được với cả cái không khí lạnh và cái thời tiết ở đây rồi. Chính ra ở đây các bạn, thời tiết trong lành phết. Và ngày hôm nay nó đỡ lạnh hơn ngày hôm qua. Sáng anh ngủ dậy thấy 6 độ. Ủa chính ra là ăn sáng ngay đối diện khách sạn. Ủa có phở, có đồ nước. Có phở à? Ở ha. Ủa kiếm bao xếp giống như con cu vậy. Giới thiệu các bạn, đây sẽ là cái đĩa kimbap của mình sáng nay. Trong này là có thanh cua, thanh cua này, đây là xúc xích này, cà rốt này, trứng này, với cả cái rau đéo gì ấy. Ăn kèm này còn có hình như đây là củ cải hay là su hào gì đấy, với cả là kim chi, một thứ không thể thiếu ở bên Hàn Quốc. Mọi người một đĩa này hả chị? Mời cả nhà ăn cơm ạ. Mời cả nhà. Cũng ngon lắm. Em ăn thử đi. Ừ, một đĩa khác ở nhà đang tưởng mỗi người đĩa kimbap thôi, xong rồi lại bây giờ mỗi người một đĩa mì nữa. Bát canh đấy anh ạ. Đó không, đây người ta gọi là một bát canh. Và một suất này là 10.000 à? 10.000 là bao gồm một đĩa kim bắp với cả một cái này. 10.000 là bao tiền ta? 180. Cái kim bắp này ngon nhỉ? Nhìn như ăn kiểu cái ông gì bên TikTok. Cho một sợi vào trong. Đéo có một tí vị nào nhỉ? Cái này thì chắc chắn nó là sợi mì đúng không? Còn cái này thì nó là như kiểu là đậu phụ, xong rồi nó cắt lát ra. Hết mẹ rồi. Xong rồi ăn thì kiểu nó bị nhạt nhạt đấy. Chiêu à? Ăn được mấy thìa? Ăn được hết đĩa kimbap là mẹ cảm sự cố gắng. Theo suất ăn sáng thì sau khi mà ăn sáng xong thì mỗi thằng được thêm một ly cà phê nóng nữa. Cà phê nóng nhưng mà lại là đóng lon. Trông cu te đéo chịu được. Nó là cà phê sữa. Nhưng mà nói thật là nếu như mà để nói về cà phê ấy, thì Việt Nam vẫn đỉnh cao hơn. Uống cà phê Việt Nam vẫn là một cái gì đó thơm hơn, đậm đà hơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ ra khu vực thi đấu để test máy với cả luyện tập các bạn nhé. Để ngày mai còn đá. Mẹ nắng lên rồi nhưng mà vẫn thấy lạnh ấy. Sao này vắng thế nhở? Hôm qua giờ này là đông nghịt mẽ xe rồi đúng không? Tôi vừa nghe qua cái lịch. Bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển từ cái phòng chờ bên dưới lên đến cái phòng luyện tập. Bây giờ bọn tôi sẽ tập từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, sau đấy ăn trưa, rồi lại tập từ 1 giờ trưa cho đến 3 rưỡi chiều. Rồi sau đấy tổng duyệt. Và nó sẽ chia ra mỗi phòng là 2 người. May quá tôi với cả một bạn YouTuber ở Việt Nam nữa sẽ ngồi tập với nhau. Đây là cái chỗ là ngày mai sẽ tổ chức sự kiện các bạn. Đây là đằng sau cánh gà. Bây giờ bọn tôi đang ở trong phòng luyện tập. Cái phòng này thì ở ngay đằng sau cái chỗ sân khấu thi đấu luôn, nên là nó hơi ồn một tí. Có rất là nhiều cái giải La Liga, giải League One này, giải Bundesliga này. Thì mỗi giải sẽ có một cái phòng và trong đó có 8 KOL đến từ các nước sẽ ngồi luyện tập ở đây. Đây chỉ có 2 cái máy thôi, nhưng mà phải luyện tập thay nhau.
Thế là hiện tại thì mấy ông Thái Lan, mấy ông sẽ tập trước, xong rồi bọn mình sẽ ngồi lêu hêu ở đây, xong rồi tí nữa đến lượt bọn mình vào setting nút rồi các thứ. Ở đây người ta cung cấp tài khoản luôn để ngày mai bọn mình thi đấu bằng chính cái tài khoản đấy luôn. Thế là hôm nay chắc là chỉ có setting nút là chính, chứ còn luyện tập thì mẹ 8 người chung hai cái máy thì trông vẻ hơi toang. Ủa ơi, toàn tiếng Hàn thế này. Người ta chuyển sang rồi, người ta chuyển ở trong tiếng Việt Nam rồi. Bây giờ là thời gian để mình thay đội hình cũng như là setting lại nút để chuẩn bị ngày mai đá. Đội hình La Liga thì nó mạnh vãi cả trường rồi. Mình chỉ có một tí thời gian để kiểu... Đây rồi! Đây rồi! Ôi trời ơi! À! Một cái mẹ đâu ra? À, một cái là... Ừ, okay, một cái. Okay. Ba đâu... cái hồi nãy như tôi làm ba cái. Một cái. Đây từ từ nhá. Ok anh. Hình như em nghe búng ba cái. Đây là tôi cố tình để thua để Chris búng để tạo content nha các bạn nhá. Búng bên nào, đúng bên nào. Trái phải. Nhưng mà em búng bằng chân được không? Không. Ủa, ủa, nghe luôn. Nghe bạch mắt. Mày nhớ nhá, này tao trả tù. Ai ui, mẹ ơi. Đau quá. Ma. Ào, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, sau khi mà luyện tập và bị Chris búng tai xong đau quá, giờ bọn tôi phải đi ăn trưa. Ăn trưa xong lại quay lại tập hết buổi chiều, xong rồi đến tối sẽ bắt đầu tổng duyệt. Đây là thằng vừa búng tai tôi xong đây. Nó đang chuẩn bị ăn lấy sức để chiều tôi búng tai lại nó đây. Mẹ mày nhớ mặt tao nhá. Hai em vừa chơi. Đây là bữa trưa của bọn tôi. Nó là kiểu cơm hộp ấy, nhưng mà trông nó có vẻ cao cấp hơn một tí. Cơm gì màu trông lạ ta. Vô à, gạo lứt à? Mở một tay nữa. Ôi, bên này là canh. Còn đây là đồ ăn. Còn bên này là mấy cái đồ ăn kèm theo kiểu Hàn Quốc ấy. Thì nó sẽ có rong biển này, sẽ có xúc xích này, xong rồi sẽ có kim chi này. Mới đầu tưởng nó dở nhưng mà ăn vào đéo nghi ngờ gì nữa. Tưởng dở mà ăn vào dở thiệt. Trời, mẹ đừng nói trong này cũng là rong biển nhá. Dạ đúng rồi, rong biển cuộn miếng. Miếng? Miếng. Miếng? Em bị ngọng anh, em bị ngọng anh xin lỗi. Miếng? Miếng? Được rồi, miếng. Miếng. Em xin lỗi. Miếng. Thế đây chắc chả cái gì đấy. Em mới ăn thử nè. Thịt viên. Người ta bức hết. Ngon quá nói sao. Masita. Masita. Wow. Nói vậy luôn à. Ngon vãi á. Chồn mà xích ta. Chồn mà xích ta. Chồn mà xích ta. Thế là ngon vãi cả lìn đấy á. Đúng rồi, ngon vãi lìn. À. Mày diễn luôn này nè. Chồn mà xích ta. Giàu không, giàu không? Nó nhỏ này. Nó vậy mà còn cái bự đó. Không sao. Vô tư đi. Ông người Hàn nói gì bình thường mà nó nhỏ thôi. Cái lúc là học bậy là học nhanh nhất rồi. Nói câu trông em xinh vãi cả đái, mẹ tiếng Hàn là gì? Chồn na dẹp tư ta. Cái gì? Chồn na dẹp. Dẹp. Bư dẹp. Tà. Dẹp bư tà. À, chồn na dẹp bư tà. Chồn na dẹp bư tà. Nhưng mà dùng cái từ đẹp á cho nam với nữ khác nhau. Dẹp bư tà là cho nữ. À. Nam là chai sang ghét tà. Chai sang kim. Chai sang ghét tà. Chai sang ghét tà. Chai sang ghét tà. Chai sang ghét tà. À, à, à. Chị khen anh kìa. Chị đẹp, chị khen anh kìa. Ờ. Rồi tao quên mẹ cái câu ăn ngon là gì rồi đấy. Chồn na mà chít tà. À rồi rồi, ok ok. Chí tao sao trêu đồng quang. Dạ, yeah, video mà nhớ. Chồn na mà chít tà. Lịch ngày hôm nay là chỉ quanh quẩn ở đây thôi các bạn ạ. Đớp xong cái là bọn tôi lại lên tập. Xong rồi tập đến tầm 3 giờ chiều là bọn tôi sẽ tổng duyệt. Lại tập à? Chiều nhá, chiều tập lại nhá. Ok anh. Ok nhá. Mẹ cay thực sự luôn. Má em đã đéo biết du khách gì cả. Đây có sẵn quả đèn cổ vũ 1, 2, 3, 4, 5. Trông cu te vậy. Nhưng mà cái này tôi nghĩ là nó sẽ điều khiển từ xa, cho nên là hiện tại chưa bấm được.
có luôn số trên này, đây là số 357, số may mắn vãi chưởng. Theo như mọi người báo với tôi thì sức chứa của cái sân khấu này nó sẽ là 2.000 người, là nó xem với cả cái giải ao làng mình tổ chức vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên cái sân khấu này thì trông nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Thì hôm nay là tổng duyệt nên là tí nữa bọn tôi sẽ có người chỉ cho về mấy cái đường dây ở trên sân khấu, là tôi sẽ đi lại như thế nào, xong rồi đứng ở đâu, xong rồi tí nữa còn có mấy câu hỏi phỏng vấn để giả vờ bọn tôi phỏng vấn nữa. Còn về cái thể thức đá thì tôi thấy mọi người thông báo là mỗi giải sẽ có 8 người. Như bên mình là bên hệ thống giải của La Liga là có 8 người, bao gồm 2 Việt Nam, 2 Hàn Quốc, 2 Trung Quốc và 2 Thái Lan. Còn bên Crit là giải EPL, bên thằng Quang Vodka là Bundesliga, còn bên thằng Nhím là League One. Mỗi hệ thống giải đấy có 8 người và sẽ đá cặp với nhau, đá 3v3, 2 trận 3v3 và 1 trận 2v2. Đấy là theo thông tin mà mình nhận được như thế, tức là sẽ có một thể thức đá solo. Như thế nó cũng hợp lý, tại vì nếu như đá solo mà mẹ bị các anh giai nước ngoài dã cho đâu đấy khoảng chục không thì cũng ngại. Còn nếu như mà đá thể thức đồng đội như thế mà nhỡ có thua thì mình còn đổ tội cho đồng đội được, nó cũng đỡ nhục, cũng hợp lý các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lên tổng duyệt các bạn nhé. Tuyển thủ Nhím đây, chào tuyển thủ Nhím nhá. Đi trích thôi. Đi. Có cảm nghĩ gì khi mà em ngồi đây một tiếng rồi xong lại delay thêm 30 phút nữa? Em rất là khó chịu. Mặt em khó chịu trông nhờ nào? Rất lý do. Mặt khó chịu nào? Mẹ nó đi từ sáng đến tối ạ. Mẹ 6 giờ chiều rồi vẫn chưa tổng duyệt xong. Thì đéo hiểu mấy giờ mới xong. Lêu ha lêu hêu. Đói lắm rồi, cồn hết cả bụng rồi. Ngồi đợi bao nhiêu lâu để tổng duyệt xong nó lại báo delay thêm 30 phút nữa. Thế là bọn tôi lại phải ra ngoài hút chích. Hư người thực sự. Trông được đấy. À đấy, bắt đầu có tí khói đấy. Mặt ngầu lên mà. Là một người kiểu đúng giờ ấy. Xong rồi tự nhiên bây giờ chương trình bị delay ấy. Cái giờ rất không được chuẩn ấy. Mày đúng giờ con quỷ. Chính ra lần này đi Hàm béo được đi chơi mấy, toàn loanh quanh với cả sự kiện này nên là có lẽ là về làm cái vlog kiểu tổng hợp thật là nhanh. Vèo phát thôi chứ. Vèo phát. Tổng duyệt xong thì bên chương trình họ bảo là hãy ở lại ăn cơm hộp đi. Nhưng mà quả cơm hộp trưa nay bọn tôi vừa ăn rồi. Bọn tôi thấy khó ăn quá. Nên là tầm này chắc là hợp lý nhất là bọn tôi sẽ về khách sạn. See you. Ủa lạnh thế nhờ. Quang. Check nhiệt độ. Hiện tại đang 12 độ C. 12 độ C à? Thế chứng tỏ là hôm nay đỡ hơn hôm qua chứ. Ừ. Hôm qua te tua hơn. Thế là bọn tôi xong việc ngày hôm nay rồi đấy. Ngày hôm nay mẹ thực sự các bạn là đéo làm một cái gì ngoài cái việc là chỉ ngồi trong phòng và đợi. Bọn tôi vừa được các bạn thông dịch viên, các bạn giới thiệu một quán nướng rất là ngon mà lại gần khách sạn của tôi nữa. Nhân viên vẫn nhiệt tình như ngày nào nhỉ? Được hay chứ? Hôm qua có đưa cái ly á? Hôm qua người ta đưa rượu vào trước, đưa nước lọc. À, nó là cái ly của cái ly đúng không ạ? Rồi, sóc lọ đi em. Đâu, xem người ăn sóc rồi. Wow. Em ném lên trời xong bắt đi, em ném lên trời xong bắt đi. Wow, uống bằng bát luôn à? Bát nhiêu đó mới đủ chứ. Yo. Uống có phải thật đâu em ơi. Tối nay ăn uống lưu tư siêu cũng chẳng có gì đâu, cho nên là anh em mình chuyển sang ngày hôm sau luôn các bạn nhá. Quang ơi.
Dâu xin chào các bạn, đây là ngày thứ 3 bọn mình ở Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì lịch bọn mình chỉ có đi thi đấu thôi, nên là chắc là sẽ không đi chơi được đâu. Vẫn là cái câu chuyện loanh quanh ở trong nhà thi đấu. Tối hôm qua mấy anh em mình đêm đói quá đi mua mì tôm về ăn, xong mình lỡ ăn hai gói mì tôm, xong giờ bị đầy bụng, sáng đéo đi ăn sáng được. Còn mấy thằng này thì sáng ăn gì ấy? Kim bắp ạ. Kim bắp với cả mì ăn ạ. Wow, món đi mới dã man tè. Rồi giờ bọn mình sẽ đi ra nhà thi đấu các bạn nhé. Caramel Macchiato. Caramel Macchiato là cái đéo gì? Là cái đồ uống ngon nhất của Starbucks. Wow, đéo uống. Hôm nay là ngày diễn ra cái hội chợ game G-Star. Ở đấy bắt đầu họ bán nhiều thứ. G-Star. Cho nên là đường phố nó cũng đông hơn bình thường. Đây có mấy cái xe đồ ăn ở bên ngoài cái hội chợ này trông đáng yêu vậy đấy. Đây là nước water. Đây là nước hoa quả. Ôi bên này có cả steak này. Nó là cả một cái dãy bãi để xe này luôn ấy. Toàn là xe đồ ăn xịn mà đâu tùng đâu. Wow. Tôm hùm đâu? Wow. Tôm hùm, có cả tôm hùm luôn. Xịn vãi. Đéo là tôm hùm đâu mà là tôm thường. Lừa vãi. Nhưng mà kiểu nó đa dạng đồ ăn vãi, nhìn thích đã chịu được. Cái hội chợ Zita này thì năm 2019 bọn tôi có đi rồi, tôi tổ chức cái sự kiện ở ngay đúng trong của Nemo, ở đúng trong cái hội chợ này luôn. Cũng hay phết, nếu như mà mai mà rảnh thì bọn tôi cua và xem thì nó khá nhiều thông tin mới về game. Mấy hôm nay trời có vẻ ủng hộ hơn, ấm hơn tí. Quang nó còn đéo thèm mặc áo khoác cơ mà. Bên trong em mặc áo giữ nhiệt. Chết rồi, hôm nay phải trang điểm hay sao nhá. Ở đây chai hát lắm. Ở chỗ này chúng tôi chai hát lắm. Không thắng không về luôn à? Không thắng không về Việt Nam luôn. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Tôi với em Mím quyết định là đi ra xiết bẩn. Tại vì ở bên ngoài này nó đang có cái hội chợ G-Star. Xong rồi sáng nay tôi đi qua rồi tôi bảo các bạn đấy, nó có nhiều hàng đồ ăn vậy đấy. Ngoài đông nhỉ anh ạ? Ừ, đông dã man này, cho các bạn xem khung cảnh bên ngoài này. Trông bắt đầu đông đúc một tí rồi đấy. Bên này mấy hôm nẻ mét mặt ạ. Mày bị nẻ mặt không? Có ạ. Khó chịu vãi nhở. À đấy, mấy cái bàn này là mấy cái bàn mà bọn nó sẽ đứng ăn thật. Ơ, không phải kiểu bàn vật tay à anh? Anh có xem clip vật tay không? Bàn vật tay á? Vật tay ở đâu? Đấy, ở mấy cái bàn thẳng thắn này này. Là bọn nó vật tay quay clip ở đây à? Vâng. Vậy cất. Tôi với cả em Nhím sẽ đi ra nghiên cứu xiên bẩn các bạn nhá. Không biết có gặp người Việt Nam nào không nhỉ? Tôi nghĩ ra. Tao nghĩ là có. Ui, đây. Kỷ niệm mùa về, hồi năm 2019 bọn tôi cũng đi quả G-Star đây. Rồi, mày muốn ăn cái gì nào? Thực ra tao để ra những hàng ngon là những cái hàng đông đấy. Xếp hàng đấy. Ừ. Xếp hàng như bao nhiêu? Cái này là beef steak đấy, Nhím. Trông ngon chưa kìa. Ừ. Hợp lý đấy. Nhưng mà trông xếp hàng hơi lâu Nhím ạ. Nice to meet you. À, ờ, meet, ờ. Rất là vui khi được gặp bạn. Ờ. Này, tính ra xếp hàng hơi lâu ấy Nhím ạ. Hay mình khám phá cái khác trước nhỉ? Ờ, đi. Đây, nhảy qua luôn. Bên này có tôm này, mì tôm này. Không có mì đâu. Ngon mì à? Vâng, ăn kiểu một cái xiên bẩn trước này. Thế đây này. Đây, bên này có cái đéo gì trông cháy cháy này. Ừ. Cái này là grill beef sushi. Grill beef sushi là cái đéo gì? Nghĩa là thịt bò nướng với sushi. Oh, wow, amazing. Ta là rồi. À, 10.000 à? Mỗi 10.000 Việt Nam rẻ. 10.000 là khoảng 10.000 luôn là khoảng 180.000. Ừ. Mẹ, đây là hình quảng cáo các bạn ạ. Còn thực tế thì tí nữa chúng tôi mới biết được. Hey. No. No hành tây. No, yeah, no hành. No hành.
Ủa cái này cơm luôn rồi ăn này sao được mấy cái xiên khác nhở? Rồi, mẹ mày, từ hôm đi Hàn đến bây giờ mày rơi điện thoại phải 10 lần rồi. Về sao cái điện thoại nát bét? Có biết hôm qua nó xuống phòng tôi chơi ăn mì tôm chán mẹ, chơi chán mẹ rồi, xong rồi điện thoại đâu đéo nhớ. Đi tìm phòng tôi, đi tìm phòng thằng Quang. Xong rồi đi lên phòng Chris tìm đéo thấy điện thoại đâu. Sau điện thoại vứt đâu? Vứt mẹ dưới lễ tân ấy. Mẹ may đéo mất. Đéo ăn hành à? Hành ngon mà. Không, tao no rồi, nãy tao ăn cơm trưa rồi. Ngon quá nhỉ. Ngon thì ăn mẹ em đi. Ngon không? Không. Liếng thôi. Để thôi. Ăn trước đi, ăn trước đi, ăn trước đi. Mẹ nó là ba chỉ bò à? Ba chỉ bò. Má trông ngon phết nhở. Ăn trước. Ăn đấy. Mẹ. Như nào? Uầy là như nào? Mẹ. Nó kiểu cơm như kiểu nó là cơm nắm ấy, nó một cục ấy. Đấy, ăn vào nó mềm mềm. Đấy, nó không bị cứng cứng. Ba chỉ bò nước sốt nữa. À. Ngon vậy. Nó mềm mềm, nó không bị cứng cứng. Với cả nó còn có ba chỉ bò nước sốt nữa. Nghe hấp dẫn vậy. Cơm ở trong hơi nhão nhỉ? Vâng. Đấy nó kiểu hơi nhão nhão. Cơm nắm ấy anh ạ, kiểu nó cơm nắm. Đúng đúng. Ui, nó có quả củ cải đúng không? Vâng. Ăn củ cải. Ờ. Củ cải đấy ngon đấy. Củ cải đấy ăn với cả sushi là tuyệt vời ông mặt trời đấy. Cái này anh thấy có ok không? Anh thấy cũng ok đấy. Được. Nhiều nhiều bò nhỉ? Vâng. Nhiều thịt bò đấy nhỉ? Vâng. Ngon. Vị thịt bò như nào? Vị bò. Ờ. Em nấm bò. Bò nấm bò bình thường. Quan trọng là sốt. Sốt nó. Vâng. Ngon. Bón nó miếng rồi. Để em cho anh 2 miếng thịt. Thôi, ít thôi. Ăn nhiều protein. Ngon nhỉ? Vâng. Được. Anh đã ăn một miếng nhiều nước sốt. Thôi rồi, đéo ăn nữa. Ngấy mà. Ờ. Thực ra là ăn thêm miếng nữa cũng được. Nhưng mà ít thịt, ít bò thôi. Mẹ cho miếng to quá, ăn ngại. Như này thôi. Ờ, đấy, thế. Đây. Cho miếng củ cải được không? Bé, 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 bé. Cũng ngon, củ cải ngon. Nhưng mà mẹ có thời gian đi khám phá hết mẹ ẩm thực ở chỗ này thì nó cũng là một dạng content hay đấy. Ăn nữa không? Thôi ạ. Thôi à? Vâng. Lại thôi. Giờ em muốn ăn nữa mà, nhưng mà sợ đợi lâu. Không, là tao bảo rồi. Nên những cái nào ăn ngon thì mày nhìn để em xếp hàng rất lâu. Ừ. Mình đéo có thời gian thôi. À, cái hội chợ nó diễn ra mấy hôm cơ mà. Mai mình ra, mình trưa làm một tập, mình chỉ khám phá loanh quanh đây thôi. Hợp lý. Xong mình đi trung tâm thương mại. Ok anh. Hợp lý đấy. Ừ. Mở mấy giờ nhỉ? Mở muộn lắm, mở đến chiều tối rồi mà. Chính ra cái hội chợ này diễn ra đúng vào cái ngày đéo nắng. Mấy hôm trước ở Hàn Quốc, ở Busan này, bọn tôi ở là hôm đéo nó nắng to vãi cả đái ra. Hôm nay đéo có tí nắng nào. Đừng đi hút chích thì đã nhỉ. Vâng. Đi lêu hêu một tí, bọn tôi đớp được mỗi tí cơm, tí rau, tí bún. Giờ bọn tôi vào để tham gia sự kiện. Tại vì tí nữa bọn tôi lên trên thi đấu ấy, thì người ta sẽ không cho cầm máy để quay đâu. Cho nên là tôi sẽ cắt một số cái hình ảnh ở trên stream của giải đấu để tôi nhét vào cho nó đủ hình nhá các bạn nhá. Vâng, và người mà chúng ta chờ đợi đây sẽ là anh chàng Độ PC. Đây rồi, anh đã thả tim rồi, anh đã thả tim tới quý khán giả đang theo dõi chương trình này.
Hy vọng là những trái tim đó sẽ bay phấp phới ở trên sân khấu vào lúc này tại nhà thi đấu Mexico. Rất tốt, Chu Dương, đánh đơn! Và đó là BC Gaming! Anh không ăn mừng, anh không ăn mừng với vẻ mặt lạnh tanh. Và những người vui nhất vào lúc này vừa là các fan của Phùng Thanh Độ mà vừa là tổ đội Premier League luôn. Defeat. Đội BC di chuyển, cơ hội, đội BC! Quá cháy, quá cháy. Ờ, nhưng mà đây là fan của Rondo de Lima mà. Fan Rondo de Lima. Nhưng mà dù sao vẫn là Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Không quan trọng, quan trọng. Bây giờ chúng ta có 3 người đang đua vua phá lưới. 3 người đua vua phá lưới và trong đó có đội BC của Việt Nam. Không được. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn BC còn. BC Gaming. Cơ ơi. Đồng đội, rất đồng đội. Anh rất đồng đội. Chuyển đi. Và đó là bàn thắng. Đó là của Su Yang. BC Gaming đã có một kiến tạo hai bàn thắng ở trong trận đấu này. Chắc chắn anh ta là man of the match. Hoặc có thể cũng sẽ là vua phá lưới. Ờ đúng. Tại vì nếu mà ba người bằng bàn thắng, một người có kiến tạo đúng, thì có thể đúng, là đúng, có đúng, được được xem xét được vua phá lưới luôn. Hoàn toàn có thể được danh hiệu vua phá lưới. Các bạn khán giả ở trên trang web đồng hành đã lựa chọn La Liga trong cặp đấu này và tổ đội của giải Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong ngày League Challenge ngày hôm nay. Đang mưa à? Tuyệt vời thế nhỉ? Tôi vừa hoàn thành xong giải đấu các bạn ạ, để đi ra ngoài hút chích một cái đã. Ui. Trời mưa. Mưa vãi trưởng các bạn ạ. Nhìn này. Ui. Tôi vừa kết thúc giải đấu FC Profet xong. Và như các bạn đã theo dõi rồi đấy, thì tôi đá được trận cuối, cũng ăn rùa làm được hai bàn với cả một quả kiến tạo. Chung là theo cái diện mà đi thi đấu kiểu giao hữu kiểu như thế thì tôi cũng là lứa gọi là khá là già rồi, già có mẹ nhất ở trong này mẹ rồi. Nhưng mà được cái là thỉnh thoảng đi đá giải kiểu này mình được ôn lại kỷ niệm ngày xưa khi mà mình còn đi thi đấu e-sport. Nói chung là nó khá là vui. Từ cái giai đoạn chuẩn bị cho đến cái lúc mà thi đấu, cho đến những cái lúc mà kiểu ngồi đợi xong rồi luyện tập rồi là các thứ. Nói chung là kỷ niệm nó khá là ùa về. Và kết quả như thế nào thì nó cũng như thế, là tôi nghĩ là nó cũng hợp lý và nó cũng vui rồi. Hai ngày hôm nay thì bọn tôi chỉ loanh quanh ở trong cái khu vực này thôi, chứ cũng chưa đi đâu được cả. Các bạn thấy không? Chỉ có loanh quanh tập này, xong rồi rehearsal chương trình này, xong hôm nay vào chạy chương trình có một tí, thế là xong mẹ rồi. Bây giờ thì khoảng 6 giờ tối bên này và trời đang mưa khá là to. Giờ thì bọn tôi nghỉ ngơi ở đây một tí cho ngớt mưa đã, xong rồi sẽ đi ăn tối các bạn nhá. Thực ra là về lý thuyết ấy, thì với những cái thành phố như này khi mà có mưa ấy, thì mình quay buổi tối nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhất là khi mình đang sở hữu một con camera cầm tay với cảm biến 1 inch, nghĩa là nó sẽ bắt sáng tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái nào được cái lợi thì nó cũng sẽ có cái hại. Con này bị một cái là nó đéo chống được nước các bạn ạ. Cho nên là nhiều khả năng tí nữa về là ướt con mẹ nó hết luôn. Về khi chập cháy đéo dùng được cái chứ. Nhưng mà đây tôi vẫn cố gắng muốn quay một tí để các bạn xem một ít hình ảnh buổi tối ở Busan khi mà trời mưa trông có đẹp và nó lung linh vãi cả cứt. Lại vãi lên như mây. Thằng này nó còn có mũ, mẹ tôi còn đéo có cái mũ mà đội cơ. Đi bộ mấy bước là đến khách sạn rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ về nhà, về khách sạn để cất đồ cái đã, xong rồi sẽ đi ăn nhá. Nghe đồn là tối nay có quán nướng mới đấy. Ngày xưa chỉ chơi đồ chơi trẻ con thôi, còn lớn là mình phải chơi đồ chơi người lớn. Vào thử xem mình có chơi được không. Bây giờ là khoảng 7 rưỡi tối và mưa nó đã tạnh rồi các bạn ạ. Hôm nay thì bọn tôi sẽ ăn một cái quán nướng. Nó cũng là quán nướng nhưng mà không phải là thịt nướng nữa mà là lòng bò nướng. Ủa, đông người thế á? Ủa, người Việt à? Cả hai đứa luôn. Đây nữa là ba. Đứa này nữa là ba. Trời ơi. Anh cảm ơn nhá. Ui, tuyệt vời quá, trời ơi. Mẹ tôi đã đéo biết tiếng Hàn rồi, tự nhiên vào quán có người Việt thì thích thực sự ạ. Nhìn này, quán này kiểu nó là một trong những cái quán nhậu kiểu cơ bản vẻ đái của Hàn Quốc ấy.
Quán nhậu của Hàn Quốc thì đầu tiên nhá, là ở dưới ghế ngồi nó hay có cái chỗ để đồ. Đấy, các bạn thích các bạn có thể nhét đồ bên dưới xong các bạn đậy vào xong các bạn ngồi lên. Ôi trời ơi sao vậy? Nó lên mà nó không lên thì fail. Lên quái được không? Anh xin lỗi nhá, nhưng mà tại vì anh cũng là dân nhậu ấy. Ừ. Nên là mấy cái này thì anh lại biết rõ lắm. Wow. Cái đấy nó phải thế. Ghê. Nó phải thế. Em muốn đi qua mắt thợ rồi. Rồi mời cả nhà nhá. Ngọt ngọt. Em muốn cái này em thấy ngon á. Ngọt. Gì vậy? Gì? Ngon đấy. Thế cái này là gì, mỡ à? Lòng luôn mà. Ui, quay hai lại cố gắng nhất. Sao nhiên chuyển qua rượu này vậy? Lên thật săn mà. Tối nay bọn tôi ăn uống thế thôi, còn review ăn uống nhào thì thôi các bạn nhá. Mấy hôm review đồ nướng rồi. Nay ngồi ăn chém gió với anh em cho nó vui. Ui, lạnh dã man ạ. Bọn tôi cứ tưởng là kiểu uống một tí rượu bia vào rồi nó sẽ ấm hơn, nhưng mà không phải. Nó còn lạnh hơn các bạn ạ. Bây giờ bọn tôi sẽ về khách sạn luôn, nghỉ ngơi. Xong rồi ngày mai bọn tôi có một chương trình đi mua sắm thật là bùng nổ các bạn nhá. Với cả ngày mai chương trình đi ăn cua hoàng đế đấy. Bye bye. Ui, đông đéo chịu được. Vãi cả cứt thật. Đây là người ta xếp hàng mua vé G-Star để vào trong kia tham quan với cả là chơi trò chơi đấy các bạn. Đông vãi đái. Và khác với cả ngày hôm qua thì ngày hôm nay trời nắng đẹp hơn bao nhiêu, ấm hơn bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay bọn tôi kết thúc sự kiện rồi, chỉ có mấy player, tuyển thủ các thứ ra thi đấu thôi. Bọn tôi hôm nay là free time. Giờ là 12 giờ trưa rồi. Mấy ngày ở Hàn Quốc thì hôm nay mới là một ngày bọn tôi được ngủ chồng rái lên sướng như thế. Và việc đầu tiên là bọn tôi khi mà ngủ dậy ở ngày thứ tư này, đấy là đi ăn sáng đã. Rồi sau khi thống nhất xong thì anh em tôi sáng nay sẽ đi ăn canh thịt heo các bạn nhá. Nghe hơi tèo một tí, nhưng mà thấy mấy anh em bảo là ăn ngon. Mất chai mất chai. Đây các bạn nhìn này, đường phố hôm nay đông đéo chịu được. Tôi cũng chưa tìm hiểu xem là một cái vé để đi xem G-Star nó là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu như mà có thời gian vào trong đấy xem là cũng nhiều cái hay phết. Mình sẽ được xem mấy cái giới thiệu về game mới, xong rồi chơi mấy cái trò chơi, xong rồi tìm hiểu thêm về mấy cái game mà mình thích. Tại vì nó có rất là nhiều hãng làm game nó ở trong đấy. Ủa. Dã man ạ. Sao nó lại đông thế nhở? Thế đang giờ trưa nên là trong cái nó đông đéo chịu được. À lạnh thế nhở. Thấy bảo là hôm nay là bắt đầu là một trong những ngày lạnh nhất ở bên Hàn Quốc. Ở Seoul là có tuyết rơi rồi. Hôm qua có mấy anh em được trải nghiệm đi tàu điện ngầm rồi. Tại tối hôm qua mưa không bắt được taxi. Ui, dưới hầm này nó có chỗ thông con mẹ và trung tâm thương mại luôn. Shinsegae à? Xong rồi chắc phải có đồ ăn chứ đúng không? Ui, vào đây cái ấm hơn bao nhiêu. Ui, bộ hồ gái này. Trông được cái chứ nhỉ? Đằng sau tôi đang là một chỗ người ta cho ăn thử mì. Tôi đang nghĩ đến cái việc là có nên xếp hàng và ăn thử không. Tính ra xếp khoảng 3 đến 4 vòng ấy là anh em đéo cần phải mua gì ăn rồi đấy. Hề bẩn tính đéo chịu được. Bánh mì. Ui, giò heo này. Bánh ngọt nè. Ủa, đây bánh mì Việt Nam à? Người Việt Nam. Những cái bạn bán là người Việt luôn. Gỏi cuốn này. Sao cái chỗ này nó lại không có? Sau một hồi đợi mấy thằng em đi mua đồ ăn thì đây là những gì mà chúng nó mua được cho buổi trưa ngày hôm nay.
Đây là gì hả Quang? Gà sốt anh ạ. Ui, đây là gà sốt chua ngọt. Đây là kim bắp cơ bản nhất. Ui, thịt chân giò à? Vâng. Nghe hấp dẫn đấy nhở. Ui mẹ, một hộp thế ăn sao hết mày. Còn này là mày mày mở mở, mở nắp ra tao xem. Ăn hết anh ơi. Phần này là đắt nhất nhá. Bao tiền này? 50k. Ui. Ui, đây là kim chi. Đồ ăn kèm. Kim chi sợi. Đây là mình chấm vào nhá. Đây là nước chấm. Đây là mandu chiên, tôi chưa ăn bao giờ. Đây là dồi miến, một trong những món đặc trưng của Hàn Quốc. Đấy là tất cả đồ ăn của buổi trưa ngày hôm nay các bạn ạ. Giờ bọn tôi đớp đã nhá. Gấp lên luôn. À ngon hết. Cái sốt này nó ngọt ngọt. Đéo cay tí nào. Còn đây là kimbap của em Quang mua. Tôi thì là một người đéo thích ăn rong biển. Nhưng mà tôi lại ăn được rong biển với cả kimbap. Thế nó mới nẫu ruột đi. Nó là dồi nhưng mà bên trong nó chỉ có miến thôi chứ nó đéo có đủ đồ như bên mình. Ăn nó đéo có vị luôn á. Ngặt là... Nó nhạt. Nó dai. Dai kiểu miến ở bên trong ấy. Ba đéo có giấy luôn ta. Kim chi thì kiểu gì nhỉ? Kim chi dai thế? Không phải đâu. Đây không phải kim chi. Không phải gì. Đây cái gì á? Kim chi này. Đây là mandu chiên các bạn nhá. 50.000 tiền Việt một cái này á. 50.000 tiền Việt Nam một cái này. Bên ngoài nó là bột. Bên trong nó là thịt băm. Có hành tây, có ngô. Ăn nó thơm. Bùi bùi. Nó lại ướp thêm nhiều gia vị nữa cho nên là cái này đậm đà. Tôi thích ăn cái này. Còn đây là chân giò. Cũng là một đặc sản của Hàn Quốc ấy. Đây là sốt tương đậu này. Anh phải thử một miếng da này. Miếng da này ăn nó sẽ ngon hơn. Cái sốt tương đậu này nó mặn mặn. Của chân giò này nó đã ướp nó ướp vị sẵn rồi nên là ăn không thì nó cũng được. Tôi thử chấm cái sốt wasabi nhé. Đây là sốt wasabi. Đéo đổ được. Hăng hăng. Nó có một tí mùi mù tạt nhưng mà cái mùi mù tạt này nó đéo sọc một tí nào cả. Cứ ăn thì còn mù tạt nó là sọc, cứ ăn mới ngon. Ngoài ra thì anh em còn đi mua thêm quả nước sinh tố dưa hấu. Ui. Mẹ ngọt thế. Ngọt này là ngọt, ngọt này là ngọt của đường chứ đéo phải ngọt của dưa hấu. Ngọt này ngọt của đường với cả ngọt của sữa. Ăn uống xong rồi bọn tôi sẽ đi lêu hêu một tí các bạn nhé. Nếu mà tôi không nhầm ấy thì là lên hết cái thang máy này là mình sẽ có một cái đường để đi thẳng sang bên kia. Là cái chỗ mà ngày xưa tôi đi có cái thế giới Gundam ấy. Có con Gundam nó đặt ở giữa đường ấy. Ui đúng mẹ rồi. Chuẩn mẹ rồi. Ui thật tuyệt vời, cửa hàng Gundam vẫn còn tồn tại. Hả? Hello Kitty. Hello Kitty Gundam. Pokemon Gundam. Nói thế cái cửa hàng này là cả một gia tài đấy. Bài đều quá hả? Đây là kiểu sơn của nó. Ui, bộ này đáng yêu vậy thề. Ui, con này là thần sức mạnh này. Công vô hạn, thủ vô hạn này. Rồi giá mắt xanh kìa. Rồi giá mắt xanh trông hơi xấu nhỉ. Con này là con... Ui, trong này là Son Goku này. Ui, đây là trong One Piece bắn vũ khí này nhưng mà bằng nhựa này. Cái này chắc chắn là đéo mua, đéo mang về Việt Nam được rồi. Ui, Squid Game này. Thế con này trông khó chịu vãi. Con này có búp bê dựa gốc cây này. Bộ này là bộ gì đây? Thanh gươm diệt quỷ.
con này là cái nhà táo vào không đi. Đây là Kaido à? Đây có bộ 5 em siêu nhân này. Các loại siêu nhân này. Kamen Rider. Cái này là chính hãng rồi. Đây có bạn đang lắp mô hình nữa này. Uầy, thực ra là bọn này nó mở cửa được 20 năm mẹ rồi. Thương hiệu The Gundam Bay của chúng nó đỉnh vãi. Thôi, tôi nghĩ là mình nên ao sới ở đây. Tại vì bao nhiêu năm quay lại thì nó vẫn thế, không có gì khác cả. Tại vì còn sớm mà thời tiết đang đẹp ấy, cho nên là tôi đang tiện có một người mẫu ở đây. Thì tôi sẽ quay một vài shot cho người mẫu thật là cinematic các bạn nhé. Tình hình là trời có vẻ là sắp mưa đấy. Giờ bọn tôi về khách sạn nghỉ ngơi một tí. Chiều còn đi ăn cua hoàng đế Liêu Tiêu Diêu. Rồi, là đi. Tự tin lên, tin chân lên. Nhím ơi, Nhím ơi, đứng sát hẳn ra bên này thôi, nhảy quá. Rồi rồi, quay vào đây, rồi giờ đi. Mày phải ngang đấy chứ, ngang đây nhìn mới rõ. Từ đây sang đây, rồi. Rồi, đảo 2, 3. Thế này nhá, câu chuyện để tôi kể cho các bạn. Là đầu tiên bọn tôi định đi ăn hải sản ở quán năm 2019 mà tôi đi ăn cua hoàng đế. Nhưng mà quán đấy xa quá, mất đâu mẹ khoảng một tiếng thì mới đến được đấy. Thế bọn tôi quyết định là đéo đi nữa. Trời thì hôm nay lạnh vãi cứt. Taxi còn đình công đấy. Xong bọn tôi tìm ra một cái quán hải sản khác cách đây chỉ có 4 cây thôi. Xong rồi bọn tôi đứng khoảng 30 phút đéo được taxi. Thế nó giống câu chuyện ngày xưa vậy đấy. Đéo taxi là đéo taxi. Bực vậy đấy. Thế về sau bọn tôi phải đi bộ về khách sạn. Xin cả đoàn Việt Nam là cho bọn tôi đi ăn cùng. Tại bọn tôi đéo có lựa chọn nào khác rồi. Tôi bảo mấy anh em đi ăn nướng ở quán ngay gần khách sạn, anh em đéo nghe. Thì quán đấy vẫn ngon mà nó lại có cả cơm. Bây giờ thì bọn tôi sẽ đi bộ ra tàu điện ngầm, xong rồi sẽ trải nghiệm đi tàu điện ngầm ở Busan. Rồi sẽ đi ăn đi ăn hải sản với cả mọi người các bạn nhá. Để đi được tàu điện ngầm thì đầu tiên là phải xếp hàng mua vé trước. 13 phiếu nhá, 13 phiếu nhá đúng không? 13 vé hết 1.500. Ơ, rẻ thế. À đâu, 1.500 một vé. Đây là cái vé đi tàu điện ngầm đây các bạn. Một cái vé này sẽ là hơn 1.700 một tí, khoảng 20.000 đồng. Đúng không? Giờ này nếu như mà ăn quán nướng ở gần khách sạn là được ăn cơm rồi đấy. Ủa, trông đi nhanh nhở. Giờ mình lên à? Lên rồi anh. Thôi chúng mày ơi, chúng mày nắm chỗ khác đi chúng mày. Nắm vào quá này. Ủa, đi nhanh mà êm vãi cứt đấy. Em du mẹ luôn đấy. Ủa, trông sâu đấy nhở. Uầy, vãi cả cứt. Nó vào cua. Xong một lúc nó lại nắn, nó thẳng ở đây. Ảo vãi cứt. Sau khoảng 10 phút đi tàu điện ngầm thì giờ bọn tôi đã đến nơi rồi. Giờ đập thẻ vào thêm phát nữa. Trước em đi thẻ, giờ lần đầu đi cái giấy này. À, được. Thế em có giữ cái giấy làm kỷ niệm không? Chắc cho ví. Thế à, thế cho luôn rồi anh cái. Cảm ơn em nhé.
Theo như chị hướng dẫn viên của bọn tôi nói, không, xin lỗi. Theo như chị phiên dịch viên của bọn tôi nói thì đây là một trong những con phố lắm trò chơi nhất, tệ nạn nhất, có cả karaoke, có cả rượu bia nhoét nhoét, có cả đủ thứ trên đời để các bạn có thể ăn chơi ở Busan. Nhưng mà đấy là theo lời của chị ấy nói thế thôi. Chứ còn bọn tôi là những người lành mạnh. Bọn tôi vào đây là chỉ tìm một cái quán ăn nào đấy để ăn tối cho thật no thôi. Để ngày mai bọn tôi còn về Hà Nội. Chứ bọn tôi đã thấy nhiều, rất nhiều quán karaoke sexy, rất là nhiều quán bar kiểu nhạc dập sập sình, xong rồi có những em xinh tươi, nhưng mà bọn tôi quyết định là không vào. Thực ra là khi mà đi sâu vào con phố này rồi thì tôi mới thấy là nó bị quen quen, thì đéo nào, đây có cái gì đấy? Ê, cái này đi qua được không? Được. Được, 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 đi. Cho gì nhỉ? Cho gì nhỉ? Cho gì anh em mình chơi đông đông 8 người ấy, xếp hình. Không, xếp hình đâu? Phụ mở party. Hay vậy. Ui. Cái gì đấy? Nhặt đâu để lại đấy đi. Tệ nạn quá. Để lại chỗ đấy đi. Ui, Ma Đông Xúc. Quán của chú Ma Đông Xúc. Rồi, đi hết con phố rồi, vẫn chưa đến chỗ ăn. Đói lắm rồi. Đây rồi, mình sẽ ăn quán này các bạn ơi. Quán toàn tên tự Hàn, không biết nó là quán gì. Nhưng mà nghe mọi người nói là hôm nay mình sẽ ăn hải sản. Nên là mình nghĩ là mình sẽ được ăn hải sản. Mặc dù mình bị giếng hải sản, nhưng mà mình đói lắm rồi nên mình sẽ cố ăn hải sản. Ui, mùi tôm nướng. Lạnh dã man ạ. Vừa quán là thấy mùi tôm nướng rồi các bạn ạ. Ở đây tại vì nó là một trong những quán nướng ấy, nên là kiểu gì nó sẽ bị ám mùi. Đây người ta làm luôn cả cái tủ để treo quần áo cho đỡ bị mùi này. Hay vãi. Ngoài tác dụng để cho nó đỡ mùi, cái tủ này còn sấy khô được nữa các bạn ạ. Nghĩa là cái tủ này nếu như mà áo mình có mùi mình vứt vào là nó sẽ sấy khô thơm tho luôn, không cần phải giặt nữa. Xịn vãi. Ui, con này là con đéo trông to vãi cứt này. Con này con gì ấy Quang? Một người dân đến từ Thái Bình. Con sẻ quạt á? Mẹ, cuộc đời anh chưa giờ nghe con sẻ quạt Quang ạ. Con này Sài Gòn có bán này, nó to đùng hơn. À hả. Đây là con sò. Đây là con bào ngư. Đây là con sò. Đây là con gì? Em quên mất tên rồi. Con gì? Đây là ốc vòi voi. Ốc vòi voi. À. Ốc gì đó. Đây là ốc gì đó. Con này là con ngao. Như sò ấy. Ủa, trông con ốc vòi voi trông kinh vậy ấy. Thì đấy là không gian ở quán. Còn đây là những món mà tối nay bọn mình sẽ ăn. Ui. To vậy, cháy hết. Canh ngao à? Ủa, như vua ấy nhở? Vãi cả trưởng ạ. Được ấy chứ. Này kiểu mẹ cảm giác giống cục than tổ ong của nhà mình hết à? Đúng không? Nó là than tổ ong mày. Mẹ nó là than tổ ong không ạ? Ui. Thật tuyệt vời. Thế à? À, mấy hôm ăn nướng ở bên Hàn là bọn tôi được nướng cho. Và ăn hải sản ở quán này thì bọn tôi sẽ tự nướng. Này tôi nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, anh em cứ thả vào đợi sôi rồi mang ra hút thôi. Wow. Wow. Bạn cho vào đấy luôn á. Why? Là cắt bỏ vào đấy luôn à? Ui, xong rồi một lúc rồi cái này nó sẽ chảy ra. Thật tuyệt khi được chế biến. Ui, đây bảo anh em mình làm, anh em đéo biết làm đâu. Chịu. Chịu mẹ luôn đi. Sao nhìn thấy bé vừa mới sáng tạo ra luôn. Ui. Wow. Đừng ca.
kiểu tự làm cho biết làm ta. Với người bị dị ứng hải sản như tôi thì tôi vẫn đang đợi món cơm rang. Ồ, là cắt xong rồi bỏ vào đây. Wow. Ôi, lần đầu em thấy chế biến kiểu này luôn. Ừ. Và tinh khiết để dọn cuối cùng luôn đấy. Tuyệt vời quá em ơi. Ủa, cái bạn nữ đang làm đồ của bạn tôi này, bạn ấy hỏi là chúng mày ai có không? Và bạn ấy bảo là vlogger à, xong bạn xem kênh YouTube, xong bạn subscribe kênh tôi luôn. Trời ơi, thật tuyệt vời. Cộng một sub. Cái này nó như kiểu là cái bánh. Cái bánh này ạ? Ờ, như kiểu bánh mì ấy nhỉ? Cái vỏ bánh. À. Từ từ, thế mình bỏ tạm đây ra nè. Đây nó sẽ là như này các bạn ạ. Đây, cái miếng bên ngoài như kiểu là ui khói vậy. Đây. Ew. Đây. Nó sẽ là như này. Rồi xong rồi bỏ phát là mồm luôn. Rồi ok, tôi sẽ thử miếng này các bạn nhá. Ngon. Ngon. Ngon luôn. Ngon luôn chứ em. Em ăn phát là cả miếng luôn. Ăn cả miếng luôn. Bạn lại hết cả miếng không? Được chứ. Em thì ăn là giảm lắm. Ngon cực. Cái bánh mì này của nó cũng ngon cơ. Nhỉ? Yeah. Ngon. Ngon thực sự luôn. Uầy. Uầy, sau khi mà ăn với bánh mì xong thì bây giờ bạn ấy bỏ thêm cả phô mai vào xong rồi nó thành kiểu nhầy nhụa nhớt nhớt. Yeah, thật tuyệt vời. Rồi xong rồi bạn ấy bảo là mọi người tự múc đi. Hơi cháy các bé ạ. Hơi khê anh ạ. Hơi cháy. Nóng lắm. Không sao, không nóng, nóng. Anh dân đầu ăn mà quá. Dân đầu bếp. Ôi, hơi cháy kìa anh. Cháy cẩn thận. Các em lấy đi không phải cháy. Thì bọn tôi đi Busan là thành phố cảng. Đây là bữa cuối cùng tôi ăn ở Busan. Mà cũng là bữa đầu tiên bọn tôi ăn hải sản. Đây bọn tôi có một quả xiên chả cá. Nóng hổi vãi trưởng. Tuy nhiên là anh không ăn đâu, anh quay cho thằng nhím ăn thôi. Dạ vâng. Hả? À? Cơm chiên đấy á? Tại vì tôi không ăn được hải sản nên là tôi có gọi một đĩa cơm chiên, cơm rang. Và các bạn nhìn đĩa cơm rang ở đấy nhá. Nó rẻ xuống. Đi đi tôi qua ngay. Đấy đấy, khoảng vào đấy đi. Trời ơi. Nó trông nó nhoét vậy. Ok Quang ơi, anh cảm ơn nhá. Ui, tôi chưa giờ thấy quả cơm rang nó nhớp nháp như này luôn. Ngon không anh? Nhưng mà ăn lại ngon. Ăn giống kiểu cơm hành vậy. Cơm hành. Mùi hải sản, ngon. Ngon mẹ luôn. Còn có hơi nhớt tí thôi. Còn bên này là con cua, lúc này các bạn ấy xử lý xong rồi này. Đấy. Đó, xong cái nồi. Wow. Béo nhờ. Ui. 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 Mặc dù bị dị ứng nhưng mà tại vì nhìn cái này nó ngon quá bạn ạ. Tôi chỉ ăn đúng một cái thôi, để tôi thử xem là trải nghiệm xem vị nó như thế nào. Thế nào tôi mút thử cái càng này một tí là tôi bắt đầu thấy nó thơm rồi đấy. Đây. Anh cầm vào cái thanh to ấy. Máy lại cầm cái nhỏ rơi ra. Uầy. Con cua này thịt hơi bã
ngọt, mà ngọt. Nó không kiểu quá chắc đâu. Còn đây là con thỏ lúc nãy tôi nuôi. Con thỏ ăn thơm hơn. Ôi các bạn ơi, các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Ở đây nhiệt độ đang là 2 độ C và nó lạnh vãi cứt. Nó lạnh như đúng cái hôm mà bọn tôi đến luôn ấy. Và đây đang là một trong những chuỗi ngày lạnh nhất ở Busan, theo mọi người nói là như thế. Ở Seoul thì thấy bảo là có mẹ ăn tuyết rồi. Bữa ăn này cũng là bữa ăn cuối cùng ở Hàn Quốc, ở Busan của bọn tôi. Sáng mai 6 giờ sáng bọn tôi sẽ lên máy bay quay trở lại Hà Nội và bắt đầu quay trở lại chuỗi ngày live stream bình thường các bạn ạ. Chuyến đi này thì tại vì bọn tôi đi thi đấu là chính thôi nên là cũng không đi ăn chơi được nhiều, nên mong các bạn thông cảm, nó chỉ tèo tèo như thế thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Ui lạnh đéo chịu được nhỉ ơi. Đi vào trong đi mẹ à, mày đứng ngoài này chết mẹ với người đấy. À xì bà. Giờ nó mũi chảy xuống á? Chắc đéo thấy đâu. Ui mày lạnh đỏ mẽ cả mũi luôn ạ. Ừ cái mũi mày đỏ chót mẹ luôn đấy. Vãi cả cứt thật. Ui lạnh thế má ơi.